Lan đến cả nhà ơi. Nó quay em thầy má má nắng đứng luôn trời. Nóng. Kia máy không tự động bất động. Nóng quá giờ giật giật giật. Quá chứ em đi về Tây Đô. Đi về Tây Hương. Tây Đô. Chị cho em quá chê nha chị. Em biết Tây Đô là ở tỉnh nào không? Tây Đô là ở đâu? Biết không? Đã đâu. Coi bộ phim Người Việt Tây Đô không? Không phải ở Cần Thơ. Hai nhóm tiền của thầy chồng của thầy thì xuống lau bàn thờ cho cậu nha. Anh đâu thấy tay anh rồi đó. Khác liền không? Đó chị lo lo đến đây thì lúc nào cũng dọn dẹp bàn thờ cụ cúng thì chị vui lên nha các bạn. Cho anh qua bên đây. Đến anh tắt luôn một cái cho anh rồi đầm lại thằng hắn có đầm lại xuống đừng nóng bỗng tay chị em lần lắp chủ đáo cả nhà. Chị lao từng ly từng tí trên mặt hồ cũng có những xíu lên hát các bạn. Anh
mà em quỳnh qua đây. Em dở dây lên. Long lao từng ly từng tí trên bàn thờ của cô nghệ sĩ Vũ Lan nhé. Công để cho một hạt bụi dính vào ngôi mộ của nghệ sĩ Vũ Linh nhé các bạn. Sao được? Anh này gây sức chưa không đi? Để em chui vô đây. Cả hai bên cần gọi chị lên khán giả với bà con cô bác thì rất nhớ chị luôn. Thấy chị cười là thấy vui. Chị cười nhiều nhiều nha chị. Cái đó là lời động viên của em á. Dạ. Cái này là 100 em quốc bộ luôn. Nó cười tiểu hiếu á. Động viên của ốc tiêu nhớ cho em à, nhớ cho em một like nha chị. Chịu like luôn chịu không? Dạ chịu. Chịu hiếu á. Đây là rất là nhiều con Thank you.
càng nó tát còn quan trơn. Chị Loan ơi, là mấy ngày nữa khách chữ chị? Có gì chị không báo cho em đầu tiên nha. Ốc tiêu đầu tiên là fan hâm mộ của chị mạnh lắm. Ốc tiêu, chị Hồng Loan máy đỉnh đúng không? Đúng rồi, chị Hồng Loan máy đây. Ta lớn lên chút xíu nữa. Lớn lên nước là yếu quá. Đang lên xin làm giờ cha. Mọi người nhớ like, chia sẻ, đăng ký mạnh nha cả nhà. Là từ phía sau ra phía trước luôn. Đây là con cây ốc của chị Lo. Rất là đẹp trai nhé. Ngày nào mình đắp cây chung với ngày khách nó quá tuyệt vời. Em yêu cầu gắn máy lạnh rồi nhưng mà sao cũng chưa gắn. Cái này chắc tốn điện ngoài gì vậy lắm. Đó là khán giả cho em ơi. Chị nói thôi. Dạ rất nhiều những cô chú anh chị gửi lời chúc chị Hồng Loan vui vẻ, vui vẻ. Cái gì chị? Ủa bữa mình có cái cây để mình rất nhiều người gửi lời ủng hộ chúc chị Hồng Loan rất nhiều. Like và chia sẻ cho chú chị, like và chia sẻ mạnh nha. Chào Thế Anh Tâm nha, chào Nga Đỗ, ủng hộ Hồng Loan đi, chia sẻ mạnh nha cả nhà, chia sẻ lên YouTube rồi lên Facebook rồi mạnh mạnh lên cả nhà, like mạnh lên, cô chú chị chia sẻ được. Chị đang qua bên bạn gái để xin tiếp, Long ba tiếp, tiếp tục để chia sẻ cả nhà. Cảm ơn cô Phương Đào nha, cảm ơn Phương Gia. Chị xem mạnh đi cả nhà.
Chào năm tâm của chú chị nha. Chào Hồ Nguyên. Dạ cảm ơn Nắng Xuân, cảm ơn tất cả những người chào 5.000 khán giả đang xem live trực tiếp của chúng ta. Rất là cảm ơn chú chị đã like, chia sẻ, chia sẻ cho mẹ của chú chị ơi. Chị ơi, chịu quyêu hoài. Em nhớ rồi nha, cho em chịu like đó. Chào cô chú anh chị nha. Chị Loan vừa mới lao ở trong cái mộ xong, giờ tiếp tục lao hàng thờ ở ngoài nha cô chú anh chị. Hôm nay đi đầy gia đình đầy đủ. Chào chị.